Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Ori International Clinic chúng tôi rất là hân hạnh khi mà có thể giới thiệu một trong những cái liệu trình độc quyền, và phương pháp này là một trong những cái liệu pháp có thể giúp cho chúng ta có được hiệu quả là trẻ hóa da, chống lão hóa, đem lại một cái làn da sáng bóng căng mịn. Phương pháp này chúng tôi có thể điều trị trên vùng mặt, vùng da cổ và tất cả những cái vùng da ở vùng cơ thể. Nếu như chúng ta có những cái vấn đề băn khoăn về sắc tố, lỗ chân lông, kết cấu da hay những tình trạng da thô sần không có được độ đồng nhất, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những cái khách hàng. Chị khách này sẽ là người có thể chia sẻ những cái mong muốn của chị về cái làn da hiện tại, thì chúng ta sẽ có giải pháp nào đem lại cái hiệu quả điều trị tương thích với những gì mà chị hy vọng. Chào bé, thì hôm nay thì em đến đây thì em mong muốn là mình có thể giảm thiểu được các vấn đề về lỗ chân lông cũng như là cái đồng đều màu da ở trên làn da của mình hiện tại. Trên cái làn da như thế này chúng ta có thể nhìn thấy là vì da sáng màu, cho nên khi da sáng màu thì những cái vấn đề về sắc tố chúng ta lại thấy biểu hiện nó rõ hơn. Đặc biệt ở đây cái khu vực vùng gò má chúng ta sẽ rất dễ thấy là da chúng ta dễ có khuynh hướng là bị sắc tố. Màu da chúng ta không có được cái độ đồng đều. Và trên khu vực vùng chữ T, vùng cằm mũi các anh chị và các bạn sẽ dễ thấy nhất, đó là tình trạng tăng tiết nhờn, lỗ chân lông nhãn to. Trên những cái vấn đề da như thế này thì chúng tôi sẽ thông thường điều trị bằng liệu pháp Shiroku. Đây là một trong những cái liệu pháp ứng dụng laser trẻ hóa da. Thông thường là mình thời gian điều trị rất là ngắn, một quy trình chúng tôi đi thực hiện trung bình là từ 10 cho tới 15 phút. Thực hiện xong các anh chị các bạn có thể đi về như bình thường, trang điểm bình thường mà không giới hạn về thời gian nghỉ dưỡng. Và phương pháp này là một trong những cái liệu trình chúng tôi sẽ khuyến cáo thực hiện định kỳ, trung bình 1 tuần hoặc là 2 tuần chúng ta sẽ thực hiện một lần, và hiệu quả nó sẽ đạt được cái hiệu quả về lâu dài. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần thực hiện điều trị ngay bây giờ nha các anh chị các bạn. Trên một làn da có những vấn đề như là về mụn, sắc tố da, da chúng ta bị tàn nhang, nám da, lỗ chân lông to, kết cấu da chúng ta nó không có được cái độ căng mịn, thì liệu pháp này là một trong những liệu pháp chúng ta có thể giải quyết rất tốt trên những tình trạng da của anh chị và các bạn điều trị về nám lâu năm, tình trạng tàn nhang, lão hóa da do nắng hoặc những vấn đề về kết cấu da bên ngoài. Thì thông thường cái quá trình trị liệu chúng ta thực hiện trung bình cỡ khoảng là 10 cho đến 15 phút, và trên những cái lần điều trị đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả sau cỡ khoảng 2 cho tới 3 buổi điều trị ban đầu. Phương pháp này được coi giống như là một cái liệu pháp thì chúng ta khuyến cáo cho các khách hàng tập thể dục cho da, các chị có thể thực hiện một cách định kỳ hàng tháng để có được cái hiệu quả về sau này, về một cái làn da sáng mịn đều màu và hoàn toàn không còn lo ngại về vấn đề sắc tố, lỗ chân lông hoặc là mụn. Bây giờ tôi sẽ thực hiện liệu trình này trên khách hàng. Mình sẽ thử năng lượng vùng trước tay trước. Em sẽ cảm giác là nó hơi chấm chích lăn tăn giống như là mình đi mưa thôi. Nếu mà em thấy khó chịu thì em cứ nói chị. Em thấy khó chịu lắm không? Rồi mình bắt đầu làm ha. Vì ứng dụng laser trẻ hóa cho nên liệu pháp này chúng ta có thể làm sạch sâu cái hệ thống nang lông tuyến bã, giúp cho nó có thể giải quyết những cái vấn đề về mụn viêm hoặc là tình trạng bị tắc nghẽn. Và ở đây trên những tình trạng da mà nam bị tăng tiết nhờn không kiểm soát được thì phương pháp này cũng là một trong những liệu pháp mà chúng tôi khuyến cáo hàng đầu. Mình thấy sao em? Em thấy ấm nóng với lại hơi chấm chích nhẹ trên cái vùng da. Ưu điểm lớn của phương pháp điều trị này là không những nhiệt của laser có thể tác kích vào đúng các tổ chức melanin, chúng ta còn có thể điều trị rất là tốt trên những cái tình trạng như là vết nhăn da hoặc là cái kết cấu da từ cái hiệu ứng tăng sinh collagen và elastin. Thì thực tế là liệu pháp này cũng là một trong những liệu pháp chúng ta thực hiện rất là thoải mái mà hoàn toàn không có đối mặt với thời gian nghỉ dưỡng hay là khách hàng có những cái phản ứng sưng tấy đỏ viêm da sau thực hiện điều trị. Em có khó chịu không? Hiện tại thì mình đang tập trung điều trị vào những cái vùng như là mụn viêm, những khu vực mà có sắc tố.
tố thì chúng tôi sẽ hiệu chỉnh cái năng lượng điều trị khác đi. Chúng ta có thể tập trung trên những vùng như là vùng chữ T, vùng cặp mũi để làm hạn chế tình trạng to tiết nhờn và cũng giúp có hiệu ứng là xe khích lỗ chân lông. Ở đây vì mình liên quan tới điều trị trẻ hóa và điều trị sắc tố như vậy thì chúng ta sẽ không có trông đợi là sau một lần điều trị các anh chị sẽ thấy cái hiệu quả nó ngay liền được. Hiệu quả này nó sẽ đến từ từ, trung bình cỡ khoảng là sau một tháng đầu tiên sau tiến trình điều trị. Và trên những cái tình trạng như là chúng ta bị cái tình trạng quầng thâm mắt, chúng tôi cũng có thể sử dụng phương pháp này để giải quyết những vấn đề quầng thâm do tăng sắc tố. Liệu trình này là một trong những liệu trình mà chúng tôi sẽ khuyến cáo mình nên kết hợp với những phương pháp trẻ hóa da IDU, tức là chúng ta sử dụng liệu pháp meso không kim, sử dụng nhau thai để có thể làm tăng cường cái độ bề mặt, hoặc là những kết hợp với dưỡng chất Shiroku, đó là một trong những cái dưỡng chất để giúp cho làm mềm da và cải thiện cái làn da chúng ta ở cái mức độ tối ưu. Chúng tôi vừa thực hiện xong liệu trình trẻ hóa da Shiroku với phương pháp điều trị laser trẻ hóa ứng dụng trong điều trị thương tổn sắc tố, điều trị kết cấu da và có thể đem lại cái hiệu quả làn da sở hữu là căng bóng sáng mịn và an toàn. Xin cảm ơn ạ. Không biết là các anh chị các bạn bây giờ mình sẽ có thể là tương tác với khách hàng để mình hỏi xem cảm nhận của khách hàng sau cái quá trình điều trị này như thế nào. Mình vừa thực hiện xong phương pháp điều trị Shiroku trong ứng dụng điều trị về sắc tố, trẻ hóa da và điều trị lỗ chân lông, thì chúng ta sẽ thấy được là đây là phản ứng ngay lập tức sau khi điều trị. Da của mình sẽ không gặp phản ứng như là sưng đỏ hoặc là viêm, ngay cả như cái tình trạng da chúng ta một vài cơ địa, nếu như mà các anh chị đã từng điều trị laser rồi thì nhiều khi mình sẽ có phản ứng là ngứa, châm chích hoặc cảm giác rất là khó chịu, tái rát. Thì chúng ta sẽ hỏi trực tiếp phản hồi khách hàng sau khi đã trải nghiệm liệu trình điều trị Shiroku ngày hôm nay. Sau khi em trải nghiệm thì là nó sẽ đau hơn nhiều, nhưng mà khi mà em làm thì em thấy là nó chỉ hơi châm chích nhẹ trên làn da của mình thôi, và nó cũng không có đau lắm, không có đau, thấy hơi châm chích ở những cái độ trong lòng, cảm giác là có một cái buồng nhiệt á đi xuống cái da của mình. Vì chúng tôi sẽ ứng dụng năng lượng nhiệt từ laser cho nên phản ứng mà khách hàng sẽ nhận được đó là cái da chúng ta sẽ có cảm giác ấm nóng trên những cái vùng mà điều trị tập trung như là mụn, sắc tố da, nám tàn nhang hoặc là tình trạng về kết cấu, thì chúng tôi sẽ tăng năng lượng điều trị lên một tí. Như vậy tại những cái vùng mà điều trị khu trú thì khách hàng sẽ có cảm nhận nóng nhiều hơn, có cảm giác châm chích giống như là khi mà các chị các bạn mình đi mưa, nước mưa nó lăn tăn nó bám vào mặt thì cảm giác nó chỉ dừng lại như vậy thôi. Và đây là cái phản ứng ngay lập tức sau khi điều trị, mình sẽ thấy là da mình nó không có đỏ, không có sưng, không có tấy rát và khách hàng có thể trở lại công việc sinh hoạt như bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại về tác dụng phụ hay là thời gian nghỉ dưỡng. Thì mình không biết là các anh chị và các bạn khi mà follow livestream chúng tôi thì mình có những cái câu hỏi nào mình còn thắc mắc hay băn khoăn đối với chúng tôi về liệu pháp điều trị trẻ hóa da Shiroku không ạ? Dạ, chị Trà My thì có câu hỏi là chào chị Lan, em đang gặp tình trạng vùng da có dấu hiệu bị nám. Vậy thì cái liệu pháp PTB có cải thiện cái tình trạng của em được không chị? Đối với những cái cơ địa mà mình bị nám thì chúng tôi sẽ phải đánh giá và kiểm tra da, phân tích da rất kỹ. Tại vì nám thì chúng ta sẽ biết là do rất nhiều nguyên nhân. Và cái điều trị can thiệp đầu tiên cũng là nền tảng cơ bản tại Ori International Clinic, đó là trên những ca lâm sàng khi các bác sĩ chúng tôi đánh giá là bị nám thực thể thì chúng tôi sẽ kết hợp với trị liệu nội tiết để chúng ta sẽ có được một cái hiệu quả chống lão hóa toàn diện tối ưu. Và tùy theo cái tình trạng lâm sàng mà chúng tôi sẽ lên cái phác đồ điều trị kết hợp như thế nào để cho các anh chị có thể thấy được cái hiệu quả bước đầu. Và hiệu quả này nó không dừng lại là 1-2 tháng sau da chúng ta nó đẹp hơn, mà hiệu quả mà chúng tôi mong muốn đem lại trên những cái ca bị nám nó được ta có thể hạn chế trong khoảng thời gian 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn. Bạn Giang Hương có câu hỏi là khi nào thì cần thực hiện cái liệu trình BTB?
Xin cảm ơn cái sự quan tâm của các bạn. Thì để mà tôi có thể trả lời câu hỏi này của các bạn thì bản thân mình, nếu như mà mình nhìn vào gương, mình mong muốn là có một cái làn da nó đẹp hơn, nó căng mịn hơn, thì phương pháp này đó là một trong những cái liệu pháp có thể phù hợp với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi và không giới hạn về độ tuổi. Lý do tại sao? Tại vì khi mà chúng ta có một cái mối quan tâm về da, chúng ta mong muốn cải thiện về kết cấu, mong muốn cải thiện về sắc tố, mong muốn cải thiện về độ săn chắc, độ căng da, thì phương pháp liệu pháp Shiruku chúng tôi có thể thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng tuần, và tùy theo cái tổn thương trên cái tình trạng da, chúng tôi sẽ khuyến cáo các bạn nên thực hiện theo phác đồ trị liệu nào. Và nếu mà mình can thiệp sớm thì cái da của mình về lâu dài nó sẽ chống lão hóa được lâu hơn, và mình sẽ có được cái gọi là cái sự tự tin nhiều hơn khi mà mình sở hữu cái làn da trẻ trung. Dạ, bạn có hỏi cho bác sĩ là bác sĩ có lời khuyên nào để có một làn da sáng khỏe? Thực ra mình có một cái châm ngôn, đó là cái sức khỏe mình là cái nền tảng cơ bản. Như vậy các bạn phải đảm bảo được là cơ thể của các bạn có khỏe trước. Thì trong bất kỳ một cái trị liệu nào thì chúng tôi sẽ phải check về cái tình trạng sức khỏe của các bạn. Lời khuyên ở đây đó là mình sinh hoạt tốt, mình chăm sóc da tốt, và mình chịu khó là mình ăn uống tốt. Chăm sóc da thì chỉ cần là các bạn đảm bảo 3 bước: làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Như vậy là cái hiệu quả này nó sẽ theo các bạn một cách lâu dài. Dạ, bạn Phụ Nê thì có câu hỏi là liệu trình này có đạt hiệu quả tức thì? Nếu mà bạn hỏi tôi là hiệu quả tức thì nó nằm ở cái mức nào, thì trong trường hợp chúng ta chỉ điều trị về căng da thôi thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ căng ngay lập tức sau khi làm. Còn lại đối với những cái điều trị về sắc tố, điều trị nám, điều trị tàn nhang, điều trị lỗ chân lông hoặc là điều trị kết cấu da thì thông thường chúng tôi sẽ phải tùy theo cái đáp ứng ban đầu tiên. Thông thường các bác sĩ chúng tôi sẽ cho khách hàng thấy được cái hiệu quả rõ sau khoảng 4 lần trị liệu, tức là trung bình là sau 1 tháng. Liệu trình BTB thì hoàn toàn không mất thời gian nghỉ dưỡng. Tức là như các bạn thấy cái case này chúng tôi vừa làm xong, mình làm xong mình có thể đi về như bình thường, mình có thể trang điểm như bình thường. Tuy nhiên trên những cái ca mà đặc biệt khi mà các anh chị và các bạn mình có can thiệp những cái liệu trình điều trị trước đây bằng laser hoặc là bằng những loại công nghệ mà để tẩy lục da, những cái loại kem để làm trắng da đó, thì trên những cái case này á, thông thường làm xong da chúng ta nó sẽ hơi có phản ứng hơi đỏ, và tình trạng đỏ da nó sẽ kéo dài khoảng từ 1 tiếng cho tới 3 tiếng sau điều trị. Thông thường đối với cái tình trạng quầng thâm mắt thì chúng tôi sẽ đánh giá, nếu như trên tổn thương mạch máu thì các bác sĩ chúng tôi sẽ khuyến cáo các bạn mình thực hiện như liệu pháp tiêm trẻ hóa da, và mình kết hợp thêm là bôi thuốc vitamin K tại nhà. Trường hợp quầng thâm do yếu tố sắc tố thì chúng tôi sẽ khuyến cáo các anh chị các bạn thực hiện liệu pháp Shiruku kết hợp với liệu pháp Light View đặc trị cho vùng mắt. Còn bạn Minh Hiếu Nguyễn thì có câu hỏi là liệu trình BTB này bao gồm mấy bước vậy ạ? Liệu trình BTB này thông thường chúng tôi chỉ thực hiện là 2 bước, tức là bước làm sạch, chăm sóc ở trong quá trình điều trị và cái theo dõi. Ở đây thông thường chúng tôi ứng dụng điều trị bằng laser trẻ hóa, như vậy chúng ta sẽ không có chia nhỏ cái giai đoạn điều trị như những cái liệu pháp điều trị khác. Chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị và các bạn trong cái buổi livestream này, và chúng tôi hy vọng là những cái thời gian tới khi có những cái liệu pháp điều trị cải tiến hơn, chúng tôi sẽ đem đến những cái cập nhật, những cái kiến thức mới hơn qua những cái livestream theo từng tuần liên tục. Và hãy cùng với chúng tôi follow Ari International Clinic fanpage. Xin cảm ơn.